Dạ vâng, mặc dù thời tiết Hà Nội hiện tại đang rất nóng nhưng em vẫn phải nhiệt tình quay video chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2018 để cho quý anh chị có thể cân nhắc và mua để đi dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 ạ. Ở trước mặt em Việt, đây là chiếc Hyundai Accent sản xuất 2018 bản đặc biệt, bản full, có cửa nóc. Chiếc xe hiện tại em Việt đang chào bán là với giá là 520 triệu. Xe tên tư nhân chính chủ đi từ mới, xe chạy chuẩn 3/3, lịch sử bảo hành hãng đầy đủ. Sau đây em sẽ quay một lượt chi tiết video của chiếc xe để cho quý anh chị có thể được nhìn thấy. Tất cả dàn lốp còn theo xe. Xe còn bảo hiểm thân vỏ quý vị ạ. Nên là trong thời gian đi lại nếu có xước xát thì quý vị cũng có thể là liên hệ với bảo hiểm để sơn si tuốt ta lại. Còn nếu mà quý vị chưa thông thạo về việc gọi bảo hiểm để làm thì bên em cũng sẽ hỗ trợ quý khách làm bảo hiểm. Hiện tại thì salon bên em thì cũng có luôn hệ thống chuyên về xưởng sửa chữa hoặc là thay dầu cho quý khách. Xưởng nội thất quý khách cũng có thể độ xe, độ màn hình hay độ bất kỳ thứ gì thì bên em cũng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho quý khách ạ. Xe 2018 lốp vẫn còn theo xe này. Xe chạy 3/3. Giá hiện tại em đang chào bán chuẩn là 520 triệu. Có bớt nhưng không đáng kể ạ. Xe thì trang bị điều hòa tự động, start top, cửa nóc, màn hình. Ghế rất là đẹp ạ. Vô lăng rất là đẹp. Xe bên em, tất cả các xe bên em bán ra, quý khách có thể gọi thợ hoặc mang đi check. Nếu mà sai về đâm đụng ngầm nước, chất lượng không đúng thì bên em sẽ hoàn toàn chịu cái chi phí kiểm tra của quý khách. Hiện tại xe 2018 thì bên em vẫn hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Như chiếc xe hiện tại thì quý khách có thể bỏ ra khoảng 150 triệu thì quý khách đã có thể lấy được xe về rồi. Thủ tục ngân hàng thì cũng bên em làm cũng hỗ trợ rất là nhanh gọn, khoảng 3 đến 4 ngày là có thể xong. Quý khách tỉnh em cũng sẽ hỗ trợ được nhưng bán kính nó sẽ rơi vào khoảng 120 km quay về. Sau đây em sẽ quay phần máy của chiếc xe. Máy móc chưa hề có dấu hiệu tháo rỡ, keo chỉ nguyên. Trước khi kết thúc video, em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của Salon An Bình em trong suốt thời gian qua. Để kênh Việt Ô Tô 88 của em ngày càng phát triển, cũng mong sự đóng góp, chia sẻ ý kiến của tất cả quý khách hàng. Em xin nhắc lại một lần nữa, chiếc xe hiện tại em đang chào bán là chiếc Accent
sản xuất 2018, xe chạy 3.3 vạn, tên tư nhân, chính chủ từ mới, bản đặc biệt. Giá em chào bán là 520 triệu. Giá trên thì có phích nhẹ thôi ạ, vì em cũng chào những chiếc xe lướt như này thì em cũng không đăng cao, mà em chỉ chào để gọi là có lọc lá một chút thôi. Nên là quý vị quan tâm hãy gọi cho em qua số điện thoại là 0969 46 1221. Địa chỉ của em là số 28 phố Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Quý vị muốn chia sẻ Zalo hay Facebook thì hoặc là biết cần thêm thông tin về chiếc xe này thì có thể liên hệ với em. Em có thể gửi cho quý vị để quý vị cân nhắc trước khi đến xem xe. Vâng, em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.